Ca sĩ Nhật Bản chia sẻ về tình yêu với chồng hơn 27 tuổi. Yuki Itomo cho biết cô chủ động bày tỏ tình cảm với chồng hơn 27 tuổi. Nữ ca sĩ được cha mẹ ủng hộ chuyện tình cảm. Yuki Itomo, cựu thần tượng Nhật Bản, từng gây xôn xao khi thông báo kết hôn với phán nam hơn cô 27 tuổi. Trong một chương trình mới lên sóng, Yuki Itomo thẳng thắn nói về cuộc sống hôn nhân và phản ứng của những người xung quanh với chuyện tình cảm của cô. Theo Yuki, chồng cô là một otaku, từ dùng để chỉ người có đam mê mãnh liệt hoặc bị ám ảnh bởi thứ gì đó. Từ này thường được dùng trong anime hoặc manga. Nữ thần tượng chia sẻ cô gặp chồng Mitsuo khi mới 17 tuổi. Mitsuo là fan của nhóm nhạc mà Yuki hoạt động. Tuy nhiên, ban đầu Mitsuo yêu thích thành viên khác hơn Yuki. Đến khi nhìn thấy Yuki trong các buổi biểu diễn và phát sóng trực tiếp, Mitsuo dần chú ý rồi yêu thích nữ thần tượng. Sau khi gặp nhau, hai người nảy sinh tình cảm và theo Yuki, cô là người chủ động thổ lộ với Mitsuo. Sau khi rời nhóm nhạc, Yuki giới thiệu Mitsuo với cha mẹ. Khi MC hỏi cha mẹ cô cảm thấy thế nào về khoảng cách 27 tuổi, Yuki tiết lộ họ hoàn toàn ủng hộ. Mitsuo bằng tuổi cha mẹ cô nhưng Yuki được gia đình đồng tình với mọi lựa chọn. Tuy nhiên, Yuki thừa nhận cô nhận nhiều bình luận ác ý từ những người xung quanh. Về vấn đề này, nữ ca sĩ chia sẻ, chúng tôi kết hôn sau khi vượt qua những vấn đề khó khăn. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không ai khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Tôi tin rằng theo đuổi hạnh phúc của chính mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Yuki Itomo sinh năm 2001, ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản vào tháng 11 năm 2018. Một năm sau đó, nữ ca sĩ rời nhóm với lý do không thể cân bằng sự nghiệp và việc học. Năm 2020, cô kết hôn với Mitsuo.